Đây là cái ngõ vào trong khám phá cái ngôi nhà sàn ở bên trong này này. Đây này, ngôi nhà sàn đây. Ở đây rất là nhiều nhà nhé. Rất là nhiều nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái Trắng mà. Tôi quen cái gia đình của chú ở trong này nên là tôi vào quay cho các bạn xem. Đây là cái ngôi nhà sàn mà hôm nay chúng ta vào tham quan mà khám phá ngôi nhà sàn của người đồng bào dân tộc Thái Trắng đấy các bạn này. Ở trên nhà thì các bạn có thể nhìn thấy là gia đình lợp bằng cái mái ngói. Đúng ra cái mái của ngày xưa mà chưa có ngói, chưa có pờ-lô thì người Thái người ta làm cái mái bằng cái gỗ thông mà bổ ra các bạn. Rất là mát, nhưng mà sau khi mà những cái năm gần đây thì gỗ lạt hiếm thì người ta lợp bằng ngói và bằng pờ-lô xi măng. Bằng ngói thì mát hơn là pờ-lô. Pờ-lô mùa này, mùa hè này rất là nắng. Đây, bắt đầu vào bên trong khuôn viên gia đình thì bên này có hai cái thủ công nhá. Theo đúng cái phong tục tập quán của người Thái thì cái thủ công này là một cái là để thờ thổ địa và một cái thì là để thờ bên đằng ngoại các bạn. Hôm nay chúng ta vào khám phá là tham quan là nhà sàn người Thái Trắng các bạn nhé. Ở đây là khuôn viên khu vực dưới nhà. Sàn thì gia đình đã lát cái lớp xi măng rất là sạch sẽ. Ủa, nhà có chó. Chào em nhé. Đây ở dưới nhà thì ông có để gia đình có để một cái bộ bàn ghế để tiếp khách khi mùa hè. Ở trên nhà thì cũng hơi nóng một chút nên là để một bộ bàn ghế ở dưới này tiếp khách, ở dưới này tiếp khách để chơi với gia đình. Còn đằng sau này thì ngày trước gia đình có chăn nuôi thì phải, sau này là khu chuồng lợn các bạn nhé. Đây chuồng gà để ngay dưới này. Bên này là có củi đóm các vật tư nông nghiệp để bên dưới sàn các bạn ạ. Đấy. Còn bên đằng sau này gia đình có một cái ao rất là đẹp, nuôi cả vịt cả gà này. Thường thường ấy thì người Thái thì nếu mà điều kiện mà cho phép thì người ta rất là thích nuôi cá. Mà cái văn hóa, cái cuộc sống, tập quán văn hóa của người đồng bào dân tộc Thái, kể cả Thái đen, Thái trắng thì họ thích ở gần sông, gần suối và những cái khu vực thấp thôi. Cái khu vực sinh sống người ta khác với người Mông, với người Dao. Và người ta ở khu vực thấp, gần nguồn nước các bạn ạ. Bên này, bên ngoài sân đây các bạn. Sân nhà gia đình có nó chăn nuôi một chút gà. Bên này chuồng trâu, chuồng lợn này. Giếng này, rồi là công trình vệ sinh ở bên dưới này nhé các bạn nhé. Đây là cái mặt tiền của cái nhà sàn người Thái này các bạn này. Về cái đặc điểm của nhà sàn của người Thái ấy, thì các bạn để ý là cái cột ấy, cái cột là cột vuông, khác với cái nhà sàn người Tày, người Dao. Nhà sàn người Tày của ở bên ngoài thôi thì cái cột là cột tròn, còn người Thái là cột vuông. Bên này là nhà bếp này. Đấy, nhìn mặt tiền ở bên đằng trước nhìn vào ấy, rất là đẹp và thoáng mát. Đây là cầu thang lên các bạn nhé. Đây lên, bắt đầu lên cửa đây các bạn này. Cái này thì không phải là đóng vào như này đâu mà là nhà có con nhỏ ấy. Con chào bà nhá. Đây. Vâng, con lên khám phá quay cho các bạn một chút. Cái này là cái để rào trẻ con không ra ngoài thôi, chứ không phải là tục lệ là như vậy. Đấy. Đây bên dưới bếp này, chúng ta tham quan bên dưới trước nha. Anh chào em nhé. Vâng, anh chào anh ạ. Ừ, đang nấu cơm mà em. Vâng, em đang nấu cơm ạ. Đây các bạn này, một cô gái Thái trắng mặc cái bộ trang phục người Thái ấy, nhìn rất là đẹp nhé. Áo cỏm đấy, áo cỏm với váy Thái các bạn. Ở đây thì gia đình cũng sử dụng bếp ga. Đấy, khu bếp là để như này. Ở bên này thì cái này là cái chạn bát này, để các đồ dùng bát đũa rồi là gia vị ấy. Đấy. Nhưng mà không thể thiếu được đó là cái bếp củi các bạn nhé. Đây cái bếp củi này. Nhà nào cũng vậy, phải có cái bếp củi ở trên sàn nhà.
Về cái bếp củi thì tại sao nó không cháy ra ngoài nhá, thì các bạn nhìn này, ở ngoài này là một cái khung gỗ nhá. Thế nhưng mà ở bên trong ấy, người ta đổ một cái, ngày xưa ấy là đổ một cái lớp đất đất mình bình thường mấy, nện thật chặt xuống. Đấy, xong là đun ở trên cái lớp đất ấy, nên là không bao giờ nó cháy ra ngoài đâu. Ở trên các bếp này này, ví dụ mà có thịt sấy này hay là cá sấy các thứ ấy, người ta gác lên cái gác này, đun lửa ở dưới là lúc nào cũng có món thịt treo các bếp. Đấy, có những cái giỏ cái trước bắt cá kìa, bạn nhìn thấy không, vẫn giữ được cái trên này. Cái nét truyền thống ở trên Tây Bắc nó có những cái giỏ, cái chài, cái xa các thứ đấy. Còn ở bên này thì các bạn nhìn thấy là gia đình có để thóc, lúa ở trên nhà rất là nhiều, ở trên bếp ấy. Đây là khu vực bếp các bạn nhé. Ở dưới rát khu vực bếp thì gia đình có bổ cái tre này, bổ cái tre ra làm rát này. Cái tre bổ ra và từng miếng to ấy, bổ lật hẳn cả cái tre ra để thành cái rát dài. Đây, xin giới thiệu với các bạn là cái phần trên nhà của gia đình nha các bạn này. Nhà rất là rộng và thoáng mát các bạn ạ. Nhà này thì được bác giới thiệu là 100% bằng cái gỗ dổi ấy, một trong những cái gỗ cũng rất là tốt mà không bối mọt đâu. Đấy, ở phía bên trên mái này các bạn nhìn này, lợp bằng mái ngói rất là đẹp nhé. Ở dưới sàn thì được lát một cái lớp gỗ xoan, nhìn rất là bằng phẳng và thoáng mát. Đấy, về các cái quy tắc của cái buồng ngủ thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là như này. Về đúng cái nguyên tắc của cái người Thái là cái gian thờ, đây là thái trắng các bạn nhé, gian thờ là để bên trong góc này này, bên trong kia. Đấy, đến cái buồng ngủ là ông bà là sát nhất với cái gian thờ, rồi mới đến con. Ví dụ như là con có con cả thì thường là con cả dâu cả với con trai cả ấy, thường ngủ đây. Gian thứ hai và gian thứ ba là con thứ hai, dâu thứ hai hoặc là cháu. Đấy, cứ phân cấp theo từng lượt ra như thế. Đến buồng thứ ba, ở đây gia đình cũng có ít người nên là chỉ làm ba cái buồng ngủ thôi. Đấy, còn chúng ta sẽ tiếp tục vào trong này xem cái gian thờ của người đồng bào dân tộc Thái xem là có cái gì khác so với các dân tộc khác nhé. Đây, gian thờ của gia đình được để vào trong một cái góc các bạn ạ. Rất là lạ so với các dân tộc, ví dụ như dân tộc Tày, dân tộc Dao thì đây các bạn này. Đấy, cái gian thờ là để trong một cái góc riêng. Trong một cái góc riêng của gia đình ở đây nhé. Đấy, phía bên trong kia là cái gian thờ. Còn đây các cái đồ dùng của gia đình để ở đây. Tủ này, tivi này, loa đài, tủ lạnh. Bên trên này là cái khu vực để tiếp khách các bạn này. Ở bên trên nhà ấy, mùa này thì hơi nóng thì gia đình đã có bố trí một cái bộ bàn ghế ở dưới nhà ấy. Đây, ông bà đây, chủ gia đình đấy các bạn này. Con chào bà, con chào ông nhá. Đây, hai ông bà đây các bạn này. Ở đây thì như các bạn thấy là tiếp khách thì người Thái người ta có những cái đệm kìa. Đấy, cái đệm ngồi nhìn rất là đẹp mà tôi rất là thích ngồi cái đệm này nhá. Khi mà ngồi trên nhà sàn người ta ngày xưa ấy, là không có ghế, không có bàn ghế đâu, là ngồi bằng cái này. Ngồi uống nước chè với nhau ở đây, ở gần cửa sổ đây, nhìn ra ngoài rất là đẹp. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? 62 tuổi. À, 62 tuổi làm cái nhà này được mấy chục năm rồi đấy nhỉ? Đây, giới thiệu với các bạn là bác chủ nhà năm nay 62 tuổi. Mặc cái đúng cái bộ trang phục của người, đây là Thái. Thái Len, trang phục Thái Len. Trang phục đây là trang phục của người Thái đen. Vâng, còn bác về làm dâu là làm dâu của nhà Thái trắng. Tức là chú là người Thái trắng, đúng không? Còn cô là Thái đen. Thái đen nốt được tí. Cái Thái đen với cái Thái trắng thì nó khác nhau ở chỗ nào hả bác? Cô
đặt cọc cái này còn đốt không? Có hai thứ này. Đây à, tức là còn thì cục ấy đi trong bãi tham mái làm như kiểu Thái đen đó mà. Tức là người Thái đen thì có cái phong tục là tặng cẩu này, khi mà lấy mấy con lốt ngày cho vào cái lò ấy thế thôi. À xong thế là thái trắng con lốt như thế, con lốt. Thái trắng ấy tức là lấy chồng về thì không phải tặng cẩu đúng không? Còn Thái đen thì phải tặng cẩu này, cái thứ nhất này, cái thứ hai là khi mà người mất ấy thì người Thái đen là đốt xác cho vào cái lọ xong bị chôn. Còn người Thái trắng thì chôn bình thường đúng không? À đấy là hai cái đặc điểm khác nhau giữa Thái đen và Thái trắng. Thì như nhau hết. Không vâng. Đi làm đốt ấy, mới coi hai thứ thôi. À phong tục treo cái như thế này hết đấy. À tức là bãi tham ma hết. À tức là cái những cái mà lễ liếc các thứ là giống nhau. Vâng vâng. Phải xôi cơm xôi ế cho ông bà ăn như thế hết. Vâng. Đấy, tôi xin giới thiệu cho các bạn cái trang phục của người Thái. Đây là cái trang phục của người Thái đen nhé. Là cô đang mặc đây là trên đầu có một cái đấy gọi là cái khăn vấn đầu ấy nhỉ? Khăn đen, người Thái đen. Vâng, áo thì là áo chàm, cỏm. Áo chàm. Gần giống với cái áo sơ mũ, khâu mũ nhé. Nhưng mà cái cúc ấy, nhìn cái đường cúc nó có cái độ, có cái sự khác biệt. Đấy, cái thắt lưng là màu đen, cái váy là màu đen. Và trên người thì hay người Thái người ta hay đeo cái vòng bạc ấy, ở hai tay ở hai bên cổ tay ấy, và cái trên cổ cũng thế. Cái vòng bạc này ví dụ mà có ví dụ mà con gái đi lấy chồng là được người con ghẻ tặng cái vòng bạc ở tay này đúng không? Đấy. Người bên bên nội tặng. Đấy. Tặng cho đấy nhỉ. Yeah. Cái đệm mà công nhận là cái đệm ngồi này nhìn rất là hay mà giữ được cái văn hóa. Cho mượn một cái cho giới thiệu cho các bạn một tí. Đây các bạn này, cái đệm này ở bên trong nó là bằng bông, ngày xưa là bằng bông lau ấy. Yeah. Bông lau để đập lau ở trên rừng về làm cái này. Là cái món quà mà hình như là nhà nào cũng phải có, là đi cho con gái đi lấy chồng đúng không? Cái đệm này à, cái đệm này, cái gối đầu thấp này với lại cái đệm mà à cái đệm kia các bạn kìa, cái đệm để trên gác kia, cái đệm mà bên trong là bằng của người Thái đấy. Vâng, tức là nhà chồng thì người ta hay được con dâu hay tặng cho những cái vật phẩm này đúng không ạ? Cái này thì viên của con dâu, cái này viên cô mái. Vâng vâng, nhà nào cũng có cái này mà. Cháu rất hay gặp cái đệm của người Thái này. Đệm nằm êm thích lắm. Trở lại với em gái đang nấu cơm ở dưới này các bạn này. Giới thiệu một chút cái qua lại cái bộ trang phục của người Thái trắng này. Nhìn rất là đẹp đây. Bạn nhìn cái áo cỏm của người con gái người Thái ấy, có nhiều màu lắm nhá, không phải là nguyên màu đỏ ấy đâu. Màu em ơi có mấy màu nhỉ em nhỉ? Nhiều màu lắm anh ạ. Xanh đỏ tím vàng có đủ nhỉ? Hình như là có cả màu trắng là đẹp. Anh thích cái người gái mặc cái màu trắng ấy, đẹp lắm. Nhìn nó như kiểu màu hoa ban đẹp. Đang nấu cái món gì đây? Em thịt gà xào gừng. Hay da, thịt gà xào gừng đặc sản đấy nhỉ. Đây cái bộ trang phục của người con gái người Thái, nhìn rất là duyên dáng các bạn ạ. Ở đây thì chồng em đi làm ở đâu rồi? Em làm ở trên chợ ạ. À trên chợ mình Mường Lò này à? Vâng. À chưa về cái gì? Chưa thì về. Tối mới về. Ăn cơm ở trên quán. À. Thế còn em là làm ở nhà trồng trọt chăn nuôi à? Vâng. À, nhiều trâu bò lợn phết đấy chứ nhỉ? Đủ nuôi. Trâu có mấy con? Trâu
hai con à, hai mẹ con trâu à? Thế cái gì, nhà ruộng nhà mình có nhiều không? 2.000 ruộng. 2.000 mét vuông à? Ở đây thì ruộng cấy tốt nhỉ, lúa nó tốt so với các cái vùng khác, tại vì cái đủ ăn. Tại vì cái khí hậu ở đây nó rất là thích hợp với cái trồng lúa nước, ít mưa. Vừa rồi chúng ta đã được đi khám phá hết cái khu vực nhà sàn của gia đình, tức là nhà sàn của người đồng bào dân tộc Thái Trắng ở trên Tây Bắc các bạn nhé. Và video tôi xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay, thấy hấp dẫn thì hãy ủng hộ kênh mình bằng cách là sub like kênh và ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video hay hấp dẫn hơn nữa về văn hóa du lịch ẩm thực trên Tây Bắc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những cái video lần sau.